Dạ, lời nói đầu tiên đầu chọc vlog xin mến chào tất cả cô chú và anh chị. Thì hôm nay em có mặt ở trên Định Quán, Đồng Nai của chú anh chị. Thì mới sáng đây, khuya nay là sáng nay, thì em có nhận được cái thông tin là có một người chồng đã đặt đi mạng sống của người vợ, trong khi đó là người để lại người con được mười mấy, 12, 13 tháng tuổi của chú anh chị. Đây, em đang ở đi qua Đồng Nai của anh chị. Thì em nghe người dân và xung quanh đây người ta chia sẻ đó, thì anh này ảnh lẻn cái đường ngoài sau nè quý vị, chỗ ngón tay em chỉ nè đó, lẻn đường này sau đi vô, trèo vô nhà sau để đọt đi mạng sống của vợ. Nghe nói nghe ghê lắm quý vị, thì em mời của chú anh chị hãy tiếp tục xem video và hiểu thêm câu chuyện nha. Tôi biết tôi bắt được, nhưng mà nó vào mà anh đại người ngoài con bên từ thiện để xem con ông về đấy, ông về cái công ty công đường này là bảo vệ chỗ cái mỏng đá này chú. Đấy, đây anh được không? Dạ chú ngồi chú. Tôi ra một. Dạ. Tôi kể anh nghe. Năm nay năm ngoái là công ty này về đấy rồi. Dạ. Là cái lần đó là cũng phải giống như tôi, hai ba người nằm ngủ đấy buổi trưa. Dạ. Là nó vào. Nó thang đó nó vào. Thì nó xin sạc điện thoại. Thì tôi này. Cháu là người la nhá. Tới đây nó chủ nó bầu về ở đấy. Mà cháu để mày đưa tiền chứng minh nè, rồi cả khoản đấy chú xem nè. Cháu vào ta tôi thấy tôi về mất mặt thì là chủ chịu trách nhiệm nha. Chà, có nghĩa là cái anh chồng mà cắt cổ gì đó, nghe nó cắt cổ có không chú? Bắt đầu nó trình bày nó mới nói. Dạ. Yeah. Này con ở ngoài Hà Nội á, là cái nhà đang vơ là ngay chỗ cái nhà có bồn nước không chú? Nhà bồn nước nhà tạm đó, yeah. cái tôn thấp đó. Dạ. Yeah. Nó chỉ đó. Này con vào thăm vợ. Thì tôi mới hỏi lại là tại sao vào thăm vợ con này, thì vào đi đường đâu kia, đi đường này làm gì, công trình người ta làm đấy, tối về đi vào mất mát thế nào. Thì nó mới phân tích, nó mới nói tôi thế này, nó nói là chú biết đâu, vợ cháu với cháu là trục trặc, là đòi ly hôn nhau, bây giờ nó trộn nó về đây, về mẹ nó ở, thì nó nhớ con. Yeah. Nó nhớ con ấy, con mấy tháng nó bé về tôi cháu nhớ chiều không rồi. Thì chú có biết chú biết con bé nhiêu tuổi con người đó không? Con đó ngay sinh năm 92 rồi. Vậy là mới sinh hả? Sinh năm 90 có thằng cũ hả? Thằng bé con của người cổ á. Bé nhỏ đó. Thằng mới tuổi hơn tuổi. Vậy hả? Mới hơn tuổi. Thì từ đó thôi. Tốn thầy lái vàng mặt mùi đó. Yeah. Nhưng mà cạnh đây hoặc là cái bờ chủ nhật ấy. Yeah. Bờ chủ nhật là về nhà lấy một cái đồ ăn, là từng đồ ra chiều tôi ra tầm giờ đấy, tôi ra thầy năm queo đấy ngủ đấy luôn. Yeah. Tôi mới đập ra tôi này cái chỗ người ta ăn gì đấy, mà sao cháu ở đâu mà cháu tới cháu năm đây mà không nói năng gì ai hết. Thì bắt đầu nó xin lỗi. Yeah. Nó trình bày nó nói vậy. Thì mình có con biệt trụ năm ngoái rồi, mình mày nhạc vậy tao mới nhớ năm ngoái mày mình sạc điện thoại đấy không. Thì đâu mà nó mới kể con khổ tâm đồ này kia lắm, giờ vợ con bỏ con này, rồi gia đình đấy không chấp nhận không chịu. Nhưng mà trong cái tâm của nó thương vợ thương con. Yeah. Chạy đi chạy lại, chạy vô đường kia là ông ba đóng cổng cho. Thế nó nói thật thôi rồi. Thôi này thằng rau của chủ đấy. Có nghĩa là cái anh người chồng này là cũng như là đi cổng chính nhưng người ta không cho. Thì phải buộc anh phải đi đường sau đi vô, đi thăm vợ con. Đi đường này thì phải chui đường vào. Yeah. Chui trộn lùi tôi vào thôi. Thì tôi bắt được thì nó chắp tay nó xin. Yeah. Là vì điều kiện là được. Cho nên cháu phải chấp nhận là cháu phải chui trộn qua đây. Cái chủ của bạn gặp chủ thì chồng xin chồng nói thật hết rồi. Yeah. Cho chồng cũng có cái hình thức nào ăn trộm mình gặp hết. Yeah. Thấy nó nói thực tế mà thấy nó lề phép lắm, nó lề phép. Chỉ là cái anh này cũng tánh hiền lành hả chú? Hiền lành, lề phép.
Thì xong bắt đầu là hai chú cháu ngồi đây tôi bàn với này. Bây giờ là chú là người có tuổi rồi, cũng như bác cha bác mẹ cháu, chú bàn cháu là thấy tụi bay như vậy là chỉ bằng đã không chấp nhận với nhau rồi, thì thôi mà đã bỏ nhau thì mỗi đường mà đi thôi. Yeah. Mình làm người đàn ông nam nhi đại đồng phụ. Yeah. Cháu chấp nhận, ok. Cảm hóa mình thương con thì về đường đường chính chính mình vào cổng xin phép bố mẹ có cho con vào thăm đứa con về cho nó ít phút đông. Yeah. Cháu không gì mà đi chui lùi thế này cho nó cực nó khổ mà hai là mấy chú đấy chú hiểu cháu mà người khác chú bắt đấy chú bảo công an chú giao công an đấy là thăm thì đâu là có nghĩa là cách đó hôm một hôm là sẽ đủ án không? Khuyên nó rồi cái bữa chủ nhật đấy. Dạ, chủ nhật là cách đây bốn hôm cách cái bốn hôm là khi đó là cũng đá rồi sáng đấy tôi là khi là tôi ngủ nữa rồi tôi dậy để tôi đi thể dục á thấy nó lợt đi qua đây vậy là tôi nhìn đúng kỳ á tôi này cứ lại và tôi cầm con dao dao nhọn tôi đứng dậy thấy mừng tôi đó nó chạy vô nó tôi chặt tay nó xin à. nó xin thì nó thay chủ của con tổn dao đấy dao thắm vơi chứ con dây yeah. Rồi đây chứ con đi ra đây để bạn sẽ xe Bắc Nam á, nó bên ngoài Hà Nội luôn á. Thì tôi mới nói này, vậy làm giờ mày về luôn à, sáng mình về luôn à, nó này không con về luôn, có nhà thì sáng nó về. Thế nó nói vậy thôi. Tôi bữa đó đến nay, tối nay nghe nó chèm nhau chuyện tối rồi. Có nghĩa là lúc mà lên xe rồi chắc nó có thể ảnh quay lại hả chú ha, đúng không? Để quay lại không chú không biết. Yeah. Nhưng mà cái tóm lại khi tối nay nó vẫn trộn nó chú quá đấy. Yeah. À, nhưng mà trước khi tôi bắt gặp là nó vẫn xin đó thì tôi chủ lờ mái chủ cô gặp cháu đừng muốn ném cháu đâu nhưng cái chủ thống là cháu cái thể cháu là cháu phải vào đấy thôi giờ vào được vào được thì tôi mới nghĩ là hai vợ chồng tuổi này nó bỏ nhau nhưng nó vẫn muốn thương nhau. Yeah. Hiểu chưa anh ấy cũng thương sao con vợ nó mở cửa cho nó vào trong phòng. Yeah. Cho nó vào trong phòng nếu nó không thương nó đuổi mặt đấy chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì vô là theo tôi nghĩ là tôi thì làm người dẫn rồi nhưng mà theo tôi nghĩ tôi đoán là ra đó thì cài cò nhau như cả thì cầu giá ức chế không kiềm chế được cầu giá lâm đều thôi. Dạ. Cũng cái chị mà bị mắc á chú biết mà sinh năm mấy không? Nghe bảo sinh năm 92. 92. Bởi vì bữa đấy nó không kể tôi. Yeah. Nó không kể tôi. Sáng công an tới hỏi nhớ chữ gọi với cập nhật thông tin nhà cháu. Tôi thì thấy ra đây tôi nói vậy nên mà hôm trước tôi bắt đặt nói tôi đồng viên này thôi bỏ qua đi. Mình là người đàn ông nam nhi đại đồng phu là vợ con chấp nhận là mình thiếu gì xã hội bây giờ thiếu gì những loài người đó đúng không? Dạ. Yeah. Thì mình thôi đi cho chắc ăn khỏi đau khổ phải nó ôm đau nó này con khổ lắm con cũng chịu nổi như là ảnh có bị thần kinh gì không chú không thầy tình tạo mình thầy lịch sự là lịch sự hiền lành ha nó lề phép lắm. Dạ. Thế tôi ngủ hết không mệt gì đâu mai đây thầy hai ông công an vào xem cái địa hình đó để hỏi tôi hỏi này sao chui vào đấy chủ biệt không mày này tốn biệt nhưng mà cái đợt trước tôi bắt gặp tôi biệt không có chủ giáo mọi người chuyên một ngày nữa con nghe nói hình như có cắt cổ thôi cái đó nó đâm con này chết sống mà nó nghe người nó đâm mày phải mày nhạt này. Yeah. Đâm mày nhạt rồi tìm nó rung một cái dao lớn nó sắc á nó vạch cái này nó kéo cái này là bánh như thế đã tìm lòi ra ngoài bánh ngực ra luôn hả chứ sao trời gì đó vậy tìm lòi ra ngoài cái dao gì mà ghê này có nghĩa là có cắt cổ không chú không, chỉ có phanh ngực ra là phanh ngực ra thôi đúng không đấm mày nhạt xong nó kéo cái dao phạt đi nó cắt quá ngang đi thôi. Dạ ghê gì nghe tìm xong lòi xuống á trực tiếp rồi lúc mà xảy ra chuyện đó chú có qua coi không hay là không công an lúc là công an xuống liền đúng không công an nó xuống đến nờ đến tôi đâu biết đâu. Yeah. Tôi ngủ gần 4 giờ mới dậy đi thể dục
tôi buộc cổng rồi tôi ra đến thấy chú đi ra ngoài này quay về thấy hai ông ông anh vào tôi chạy về. Tôi nghe, nghe chú kể nổi da gà. Thì mình hai ông công an chạy về này cả ông có gì không rồi? Thì ông nó mới hỏi nó nói nó. Dạ. Tôi nói chuyện này tôi thấy luôn đấy dạy bột nhớ chủ có gì chủ cập nhật thông tin cho tôi biết đấy. Thì tôi có gì thì có gặp từng nó đó. Tôi kể chuyện với cả anh nhớ đó. Dạ. Kể đó. Mày ông ấy ghi mày chữ. Nếu mà ở ngoài cửa sau này vô đó là có cái cửa nào vô không chú, hay là leo lên đó xong chuyện leo đó vào cô cần hờ à leo đó là chuyện qua, nhưng mà phải có người mở cửa sau mới vô được đúng không? Sao đúng rồi, có thể là người vợ mở cửa vô thì tôi mới nói cái này là cả nhau thì tôi theo cái tôi nghe cái thằng này nói chuyện ở gần con vợ nó hai đứa nó vẫn thương nhau. Dạ. Nhưng mà do hai bên gia đình à, hai bên gia đình người lớn ha kêu cũng chấp nhận. Dạ. Thì có cái khối thì là con nếu như một con vợ mà không chấp nhận làm gì mà nó mở cửa đúng rồi. Dạ. Yeah. Mà nó mở cửa phòng nhé. Yeah. Mở vào trong phòng nói chuyện sao mà khi nó hành động nó khóa và đại nó lại à, có nghĩa cứ vô cái phòng người vợ đó xong rồi không nói chuyện xong rồi khóa cửa trong nó, luôn nó hành động đấm dẹp dạ nó khóa trái phòng này cho nên gia đình không làm gì mới vào được đó. Dạ. Khi đập cái cửa vào thì chết hai người thôi. Còn cái chị này là ở chung nhà này là ba mẹ hả chứ cha mẹ à, ba mẹ ở chung luôn. Yeah. Thì mấy đợt trước tôi vẫn suy nghĩ này à, bởi vì nó đấy nó trải đường của ai nhà thì gần đó nhưng mà căn ngõ đâu kia. Yeah. Tôi bầu về tôi gạt đấy tôi trực đấy thôi cho tôi cũng đi. Yeah. À, nhưng mà tôi nghĩ này, chắc phải mình phải sáng qua bên đó còn đến một bữa để hỏi xem tình thế nào. Yeah. Chứ biết đâu được người tổn hại là người xấu nó sợ có thằng này nữa gọi á cuối cùng nghĩ được đấy chứ. Hai ông tôi này hành quật hả, làm liều cả. Dạ. Thì tiếng mệt ngay anh. Bây giờ đưa về thầy nghe trọng ken đó mà. Dạ, nó đang ở trong. Trọng ken, nó cả anh đi ở đâu? Con ở thành phố. À. Dạ. Ở thành phố hay là thành phố? Ở thành phố.